Cô chào tất cả các em. Tuần trước các em có bài tập về giải phương trình bậc 2, thì hôm nay cô gửi bài làm đúng. Các em xem và kiểm tra lại bài làm của mình. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là vị trí tương đối của parabol và đường thẳng. Cho hàm số y bằng ax bình với a khác 0 có đồ thị là parabol B và hàm số y bằng a phẩy x cộng b có đồ thị là đường thẳng D. Giữa hai hàm số trên thì ta sẽ có phương trình hoành độ giao điểm của B và D, đó là phương trình ax bình bằng a phẩy x cộng b, đặt đây là điều số 1. Dựa vào phương trình 1 sẽ có vị trí tương đối của B và D. Nếu phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thì B và D cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Nếu phương trình 1 có nghiệm kép thì B và D tiếp xúc nhau. Nếu phương trình 1 vô nghiệm thì B và D không giao nhau. Dựa vào nhận xét bên trên, chúng ta sẽ áp dụng vào làm bài tập. Bài 1, cho hai hàm số y bằng x bình có đồ thị là B và y bằng x cộng 2 có đồ thị là D. A. Vẽ đồ thị B và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ B. Tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Câu A. Vẽ đồ thị B và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Để vẽ đồ thị của đường cong parabol và đường thẳng, thì cả hai đồ thị đều có 3 bước vẽ giống nhau. Bước thứ nhất, tìm tập xác định. Cả hai hàm số đều có tập xác định là x thuộc R. Bước 2, lập bảng giá trị. Ở đây sẽ có hai bảng giá trị, một bảng giá trị của B y bằng x bình, một bảng giá trị của D y bằng x cộng 2. Bước 3, vẽ. Các em lưu ý, chúng ta sẽ vẽ B và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Ở đây, cô trình bày cách vẽ B trước. Sau khi vẽ xong đường cong B, ta sẽ vẽ tiếp đường thẳng D. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc vẽ đồ thị của B và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Các em hãy quan sát lại hình vẽ. Ta nhận thấy đường thẳng D cắt đường cong B tại hai điểm. Và hai điểm này được gọi là tọa độ giao điểm của B và D. Để tìm tọa độ giao điểm của đường cong parabol và đường thẳng, thì ngoài cách dựa vào hình vẽ, còn có cách tìm bằng phép toán. Cách tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán thì sẽ chính xác. Còn cách dựa vào hình vẽ sẽ không chính xác. Vì chỉ cần chúng ta vẽ lệch một chút thì sẽ xác định tọa độ giao điểm sai. Để biết cách tìm tọa độ giao điểm của đường cong parabol và đường thẳng bằng phép toán như thế nào, thì chúng ta sang làm câu B. Câu B, tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Để tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán, trước tiên chúng ta sẽ lập phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Đó là phương trình
x bình bằng x cộng 2. Chúng ta sẽ giải phương trình hoành độ giao điểm. Trước khi giải phương trình hoành độ giao điểm, các em phải chuyển vế để đưa về phương trình bậc 2. Ta tính được delta của phương trình bằng 9. Vậy delta sẽ lớn 0. Khi delta lớn 0, phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Và phương trình có hai nghiệm phân biệt thì ta biết được rằng đường thẳng D sẽ cắt đường cong B tại hai điểm. Và hai điểm đó chính là tọa độ giao điểm của B và D. Các em sẽ giải tiếp để tìm tọa độ giao điểm. Nghiệm thứ nhất của phương trình bằng 2. Nghiệm thứ hai của phương trình bằng trừ 1. Chúng ta sẽ thay giá trị x vào hàm số để tính y. Thay x bằng 2 vào d, y bằng x cộng 2, ta sẽ có y bằng 4. Thay x bằng trừ 1 vào d, ta sẽ có y bằng 1. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết luận được tọa độ giao điểm của B và D. Vậy tọa độ giao điểm của B và D là x bằng 2, y bằng 4 và x bằng trừ 1, y bằng 1. Sau khi đã biết cách tìm tọa độ giao điểm của đường cong parabol và đường thẳng D ở bài 1B, cô sẽ tóm tắt các bước tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Bước 1, lập phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Bước 2, giải phương trình hoành độ giao điểm trên. Bước 3, thay giá trị x, còn gọi là hoành độ, vừa tìm được vào hàm số, tìm giá trị y, còn gọi là tung độ. Bước 4, kết luận tọa độ giao điểm của B và D. Như vậy, để tìm tọa độ giao điểm của đường cong parabol và đường thẳng, ta có tất cả 4 bước. Tiếp tục bài tập số 2. Cho hai hàm số y bằng trừ 1 phần 4 x bình có đồ thị là B và y bằng trừ x có đồ thị là D. A. Vẽ đồ thị B và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ. B. Tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Câu A. Vẽ đồ thị B và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Để vẽ đồ thị, chúng ta sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất, tìm tập xác định. Tập xác định là x thuộc R. Bước 2, bảng giá trị. Có hai bảng giá trị, một bảng giá trị của B, một bảng giá trị của D. Bước 3, vẽ. Ở đây, cô sẽ vẽ B trước. Tiếp đến, sẽ vẽ đường thẳng D. Sau khi vẽ xong, các em hãy quan sát hình vẽ. Ta nhận thấy đường thẳng D cắt đường cong B tại hai điểm. Và hai điểm đó được gọi là tọa độ giao điểm của B và D. Tọa độ thứ nhất có x bằng 0, y bằng 0. Tọa độ thứ hai có x bằng 4, y bằng trừ 4. Như vậy, dựa vào hình vẽ, chúng ta đã biết trước được kết quả của câu B. Vì câu B yêu cầu tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Câu B, tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Để tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán, ta có 4 bước. Bước thứ nhất, lập phương trình hoành độ giao điểm của B và D.
Ta có phương trình trừ 1 phần 4 x bình bằng trừ x. Bước thứ 2, giải phương trình hoành độ giao điểm. Để giải phương trình, ta phải chuyển vế để đưa về phương trình bậc 2. Để giải phương trình bậc 2, ta có thể sử dụng delta để giải. Nhưng mà phương trình bậc 2 này rất đặc biệt. Đó là khuyết hệ số C. Do đó, có thể sử dụng lại cách lớp 8, đặt nhân tử chung để đưa về phương trình tích. Đặt x làm nhân tử chung. Khi đặt x làm nhân tử chung, thì phương trình có dạng phương trình tích. Do đó, ta tiến hành chia trường hợp. X bằng 0 hay trừ 1 phần 4 x cộng 1 bằng 0. Giải, ta được x bằng 0 hay x bằng 4. Bước thứ 3, thay giá trị x vừa tìm được vào hàm số để tính y. Thay x bằng 0 vào d, ta tính được y bằng 0. Thay x bằng 4 vào d, ta tính được y bằng trừ 4. Bước thứ 4, kết luận tọa độ giao điểm của b và d. Vậy, tọa độ giao điểm của b và d là x bằng 0, y bằng 0 và x bằng 4, y bằng trừ 4. Như vậy, các em lưu ý, để tìm tọa độ giao điểm của b và d bằng phép toán, ta sẽ có 4 bước. Dựa vào hai bài tập đã làm ở bên trên, các em sẽ làm bài tập về nhà. Sau khi làm xong, các em chụp hình lại, gửi cho giáo viên dạy toán của lớp theo địa chỉ mail ở bên dưới. Cô chào tất cả các em. Chúc các em làm bài tốt.